để Mị nói cho má nghe những ai đau dạ dày khổ lắm. Ăn uống suốt ngày nhưng mà người chỉ gầy bằng que tăm. Để Mị nói cho má nghe những ai bị đại tràng khổ lắm. Đi đâu cũng lo, ăn gì lạ có sao không. Này là mực nước mắm tôm đã chiên thơm lừng, hay trà viên nước sốt tương thật cay. Ôi bao món ngon trong cuộc đời, cớ sao da dày không yên. Này bạn hãy chớ lo, có cô cô mìn rồi, uống đều ngay mỗi hai viên một ngày. Da thêm sáng, da dày thêm khỏe mạnh, muốn ăn gì lạ được ngay. Để Mị nói cho má nghe, cucumin. Để Mị nói cho má nghe, cucumin. Để Mị nói cho má nghe, cucumin. Để Mị nói cho má nghe. Để Mị. Mị còn trẻ mà còn muốn đi chơi, thanh xuân dợ tại nghỉ ngơi. Bao nhiêu món ngon Mị chưa thử, chỉ vì dạ dày mà không được vui. Em làm gì có kén ăn đâu, em còn đang thèm lắm đây này. Vậy cầm ngay từng mực nghiện trên tay để em thỏa mình thử sức bao món ngon ngay. Mùa xuân này Mị muốn ăn uống bao nhiêu món đồ lạ, không thử làm sao thoát khỏi bệnh dạ dày đau khó tả. Cơ hội này Mị sẽ nắm lấy, Mị không cần một ai dắt tay và hết hôm nay. Mị sẽ uống thử cucumin ngay để